chở quá tải từ 70 đến 100%, nhưng không hiểu bằng cách nào mà một đoàn xe quá tải 4 chiếc xuất phát từ Bình Định vẫn vượt qua hành trình trên 700 km trước khi bị bắt tại Hà Tĩnh. Tổng cộng đoàn xe đã lọt qua 6 trạm cân tải trọng tại các tỉnh miền Trung. Thông tin từ trạm kiểm soát tải trọng xe Hà Tĩnh đóng tại thị xã Hồng Lĩnh cho biết, vào lúc 4 giờ sáng ngày 7 tháng 9, xuất hiện một đoàn xe tải 4 chiếc mang các biển kiểm soát 77H9763, 54T0411, 77C02105 và xe đầu kéo 77C06694 kéo theo rơ móc có dấu hiệu quá tải trọng. Lực lượng liên ngành chốt tại trạm đã yêu cầu các lái xe điều khiển phương tiện vào vị trí kiểm tra. Bất chấp hiệu lệnh, các lái xe đã không hợp tác mà bẻ lái cho xe chạy vào một trạm xăng gần đó rồi khóa cửa xe bỏ đi khỏi hiện trường. Phải nhiều tiếng đồng hồ sau, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, nhận được đề nghị hỗ trợ, lực lượng cảnh sát giao thông công an Hà Tĩnh đã điều xe chuyên dụng đến hiện trường. Trước sự kiên quyết xử lý của lực lượng chức năng, lúc này các tài xế xe quá tải mới chịu xuất trình giấy tờ và đưa xe vào cân. Qua cân tải trọng, cả 4 chiếc xe nói trên đều chở quá tải từ 70 đến 100%. Các lái xe này đã khai nhận bằng cách lợi dụng giờ giao ca hay lúc đêm khuya và gần sáng, những tài xế này đã dễ dàng cho xe lọt qua các trạm cân. Trước khi bị chặn tại đây, đoàn xe này đã vượt qua 6 tỉnh là Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Quảng Bình.